Điện mặt trời Sotsola xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em quay cái video này thì cũng lưu ý với các bác một cái số vấn đề khi các bác gửi biến tần kích điện sửa chữa ở bên em. Trước tiên là các bác phải ghi lỗi sản phẩm, có nghĩa là cái sản phẩm của các bác bị lỗi gì thì các bác ghi lên một tờ giấy và địa chỉ của các bác dán vào thân máy này cho em. Đấy, ví dụ như là bác này ghi lỗi không lên nguồn. Đấy. Và họ tên đầy đủ địa chỉ ở đây rồi. Tiếp theo một cái lưu ý nữa là các bác phải cần quan tâm, đó chính là những cái đầu cốt này. Khi các bác mà tháo dây năng lượng mặt trời hoặc là bình ắc quy lưu trữ ra thì những cái ốc này các bác xoáy chặt vào cho em nhé. Xoáy chặt hết lại. Sau đó các bác sẽ đóng hàng cẩn thận và gửi. Tránh cái trường hợp nếu như các bác không xoáy đi đường thì những cái ốc này nó sẽ long và nó rơi vào trong những cái mạch bên này, thì nhiều khi bọn em về bọn em test thử thì nó dẫn đến là cháy chập đấy, không kiểm soát được, rất là khó khăn. Nhiều khách hàng bọc gói kém cũng dẫn đến những tình trạng là long hết cái linh kiện ở bên trong này ra, thành ra là biến tần đang ngon tự nhiên lại thành không ngon đấy. Đó là một trong những cái vấn đề mà các bác cần phải quan tâm. Thì bên em hiện nay với cái đội ngũ kỹ thuật rất là cao, sửa chữa biến tần từ trong Nam gửi ra ngoài này, thì các bác có sửa chữa biến tần kích điện thì các bác cứ nhắn tin cho em Zalo trên màn hình nhé. Này, linh kiện này các bác nhìn đấy, còn bên trong cái hệ thống năng lượng mặt trời này, rất là dày đặc luôn đấy. Có rất nhiều khách hàng gửi ra đây thì không ghi họ tên, không ghi gì cả, cho nên lúc bọn em sửa xong không biết là gửi về cho các bác bằng kiểu gì. Đấy, cho nên là cũng lưu ý với các bác một số vấn đề như vậy. Đấy, các bác cần sửa chữa hoặc mua năng lượng mặt trời thì cứ liên hệ với em Zalo đã để trên màn hình nhé. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.